Biển này mày thế các tường nè, mây nè, phượng nè, đây là quẹo vô nội đường cát nè, nội nè, rồi nội nè, mi đâu đồ trượt cát nè mày, nè là bên tay trái mày là đồ trượt cát đó nha. Rơm đó mày. Nhà mấy bà bán mấy đồng lọc của Phượng nè. Mày thấy bãi biển đẹp không con? Góc 10 giờ cái hồ nước đẹp ghê không? Sen á, bầu sen nè. Ok. Bên kia đó là cái đồi kéo là đồi Trinh Nữ. Đây là cái đồi sen rất đẹp của thành phố Phan Thiết, của Bình Thuận nói chung. Ok, chụp phía sau rồi bạn, chụp phía sau nè. Rồi mà em mới lấy cái gì sau. Cây...
Gọi là đường mới mở ven biển, gọi là đường quốc phòng, à, quốc phòng ven biển. Hôm nay đi đường này nhớ hồi tháng 9 đi đường mà đang sửa kinh hồn à rồi. Xin 11 đi bên tay phải để quay phim nha. Xin đi đi con kịp nhiều lên. Phía trước của nghe. Có đoàn xe kìa. Cái gì đâu vậy thôi nói. Đó, quay đoàn xe đó. Chụp phía sau nữa kìa đó. Dạ. Đó. Trời, có cái chỗ này chụp hình quá đẹp luôn nè, chỗ cái bãi giữ chân dừng chân nè, bên phải á. Mày vui bãi quay chứ không có đâu. Bắt cái chạy thoải mái nè, cái chụp hình nè. Mà mấy người nó chụp mấy con chày đâu con chày. Đẹp quá. Đẹp quá à. Ngồi xuống thì mày chụp coi đi. Đẹp quá. Đó. Có nguyên đoàn xe đó. Không ngồi sợ chụp được. Nguyên đoàn xe caravan của mình đó ha. Nói thế thì các bác không tăng tốc về. 11 Hạ Kiến chào cho nó đúng chuyên nghiệp em số 1. À, chúng quay phim. Hạ Kiến chào cái cho nó hoành tráng thôi. Đó, chào nó. Rồi, phóng sự kết thúc rồi, số 1 lên lại đi. Không. Bị cộng quần lại cho bác quay phim nữa, bác quay lên. Đẹp quá chứ. Ôi, xóa bác. Xóa đi, xóa đi. Xóa từ từ về, xóa em chưa có xóa xóa gì đi. Tiếp nhập về nó hay đó. Thôi trả cho phòng. Có đuôi nét mà quay cho nó đẹp. Cho bà nói kìa. Ô, đường biển đẹp quá. Em mới mời thế này nè, em mới mời. Chờ, em mới đang chạy cho mai vẫn chưa đấy. Trời ơi, trời ơi, con bé uống tiếng lên để quay chim. Bà nội đi. Bà nội đi cái đường này giống hồi đi với Bắc Chi qua từ qua Las Vegas không? Đi xuyên sa mạc nè. Ồ, nhưng mà cái này được hơn cái là bên này đó là có biển nè. Ok. Ồ, đường đẹp quá. Mai mốt bác Chi về dẫn bác đi đường này nè. Đó, giờ từ xuống rồi nội. Mình đang có một cái thị trấn tương đối tên là Mốt Cục Đất. Nếu đó thì chắc là mình gặp mình tới bên cái cửa này. Trời ơi. Quá trời dưới kìa. Nó đi mô tô không à. Ê, đó
đó chụp cái cung nó đẹp á. Ấn đây nè. Rồi quay cái cảnh này mới hội ngộ ô tô và mô tô mới đọc chiêu nè. Ở phía sau nữa gà nhiều lắm. Quay đi, quay đó đi. Hội ngộ ô tô và mô tô. Con ngồi xuống, con ngồi xuống. Con ngồi xuống. Ô tô và mô tô. Sao nữa? Quạt gió lắm mày. Đúng rồi, quay ra điện nữa không? Hôm nay nó quay nhiều rồi, có bữa quay tức là 1.000 như 1.000. Quy đổi rất là dễ nhớ và dễ hiểu đúng không ạ? Quá mình đeo quá mình chịu quá ta. Đúng là 1.000 như 1.000 luôn. Lúc mang cái đồ đi ra Ninh Thuận rồi chúng ta vào và chúng ta tiền như dây tản tìm chỗ trống đi đầu xe nha cả nhà ơi. Một lát nữa đi lên trên cái đường mới đi ra Bộ Vinh chỉ có một số điểm dừng chân, chúng ta sẽ đậu toàn đoàn ở đó để chụp hình nha cả nhà. Trên đường mà ông quên gặp mấy bạn quá ngon. Đi là con đường nó gì, nó thẳng ra biển Đông luôn phải không ta? Rồi ra biển, rồi ra nhập vào đường ven biển, đường quốc phòng. Xuyên thẳng, rồi xong mới quẹo qua đường ven quốc phòng. Để dây bò đây rồi có đường vẫn lên lập giao thông người sao là một cửa đường đi ngay ngay. Nếu mà lắp đèn đường mà gần như vậy hơi phí, đây là phải một quá gần rồi. Dân dân quá khổ nên nhà nước. 11 theo 9 đó nha. Này ruộng muối nè mày, mày ruộng muối nè mày. Xe 21 vừa xong là cái phanh muối, phanh muối. Wow. Phải muốn chạy trước hay chạy sau rồi vậy? Rồi rồi nữa. Đây là từ Cam Ranh mà về tới Nha Trang 60 km. Thị trường khách xe còn mạnh thì như vậy thì chúng ta đã bị gián đoạn một cái đoạn từ Phan Rí cho đến Liên Hương Bắc Bình và của bên Bình. Biển này mấy mấy biển. Thì nó đèo. Em muốn biết ở trên bản đồ của các anh thì nó hiện thị là tên đường gì ạ? À? Trên Vietmap xe 11 ghi là đại lộ Nguyễn Tất Thành. Dạ vâng. Em cảm ơn. Này năm sau nằm em đẹp lắm, hình cánh bướm rất là đẹp. Cái gì? Mia. Đi
đoạn này ở đẹp không Trúc Mộc? Quá đẹp luôn. Này cũng hơi cạn. Mời cho ta để hưởng cái không khí nóng của thành phố Nha Trang. Chào 21 luôn kìa, quá trời cờ luôn. My ơi, biển phía trước nè con. Xuống cái dốc nè, nhìn cái chỗ các bạn. Biển ta đẹp vậy mà không ai lên tiếng. Có thấy gì đâu. Thấy chưa biết rồi. Trời ơi, nghe được dốc. Ủa, cái hồng nông phụ nha, hồng nông phụ nha. Xỉu luôn rồi, chết rồi. Ông té, ông đập đầu xá, ông bất tỉnh luôn rồi. Ông già. Ai cho ông đi? Quốc lộ 1A. Sao ông làm cái bộ đạo gắn mẹ cổ áo luôn ha? Khỏi mất công. Thì cũng phải bấm, em cũng phải bấm mà. Bấm mới nói chuyện mà, bấm mới gọi là đè sống mới nói chuyện được chứ. Ai nhấn vô tức là người đó nói thì những người kia không được nói, cho nên nhiều khi mình nói mọi người không nghe lý. Đà Lạt.
Thì gọi là thị xã Sông Cầu. Ừ. Vậy mà để ai xe xe không đi xe được cũng gì đó. Cũng vào tiếp hồi ha. Thì biết hết sảy. Anh thủ dọn đi cho Mộc ơi, anh thủ đi. Tôi dốc rồi cho nó hết. Ờ quên. Đây là đường biển vào Quy Nhơn. Quốc lộ 1D. Đi ngang chỗ này rất nhiều là quán gọi là gà chỉ. Chỉ con nào làm thịt con đó. Mày mày hiểu không? À. Mi ơi. Đi vào Quy Nhơn rồi. Mua chứ phải. Dân Phù Mỹ là nhà nào cũng có chậu cúc trước hết á. Mỗi nhà treo cờ mà trồng chậu. Treo cờ để chậu hoa. Thành buổi chiều. Thôi về ăn luôn chứ đó bụng quá. Gì đó. Xong cúc rồi xong lại nấu. Đây là mình đang mai mình đang đi trên đèo gọi là cái đèo Nhông mày ơi. Thủy lợi đó các anh.